có ý kiến rồi tôi nói tại sao nó không quay. Tôi nghĩ nó ráp lộn cái làm sao đây rồi nhảy hết á, nhưng mà nó đâu có quay được. David, okay, go back and leaning. You're doing a good job. Cái này của ông Thái Quỳnh là đang ngồi, cái này rất cũ nè ông ơi. Gì nữa? Nó làm đâu mà nó lơ tới chúng. Đâu chưa tháo móc này. Mấy cái phone, mấy cái điện thoại mà đúng là mấy điện thoại mà đưa lợi cho nó bán thì nó quá được. Hấp dẫn. Who birthday was this? Anthony? Him. Happy birthday. No, you do it. Yeah. Look at my eyes right here, man. Right here, man. Yeah. It's a bill, right? It's a bill. Okay. You know? Yeah. Sorry about it, okay? Đâu biết uống đâu, chạy xe ô tô nó lấy hả? Không thấy đâu mày. Uống rượu đi. Nãy giờ tao uống có 16 thôi. Nãy giờ ngồi nãy giờ. Cay dữ vậy, giờ uống dữ hả? Uống nữa không, lấy cho chị uống. Đang uống nè. Sát. Mày không uống lấy gì tao uống. Mày chờ. Phục vụ gì thôi. Bắt hai em nghe mùi phở đó. Nấu sao bỏ trong táo hả? Thì nó đẹp lắm, nó gắt chứ. Cái gì? Mờ luôn, gắt đúng á, mày đâu hiểu đâu. Mày hiểu, hiểu rồi á, cái gì? Đúng á, gắt mờ. Đủ hoài á, mẹ đủ hoài á. Mà chết mẹ đủ hoài. Đủ cái đi. Đủ hoài hả? Đủ hoài mày uống cái đi. Đủ hoài mà anh ơi. Đủ từ từ thôi. Đủ hoài mà chết mẹ. Ông ảnh là anh ấy nói trước rồi, ảnh nó đánh dâm thiệt mà, nó quay. Anh đâu nó chơi đâu. Lúc my brother, nó đẹp không? Nó phải tốt quá, lúc my brother. Đẹp có lấy không? Anh đẹp lấy. Đẹp lấy à? Đéo nữa. Mày mày nhìn con vợ tao á, mày rối luôn á, đụng quá nó nhỏ hơn tao, đụng quá tới 12 tuổi á. Chết mẹ hơi ghét luôn hả? Đụng quá mày chơi đi, chơi được chơi đi. Chơi được chơi đi, what the fuck you are doing? You just go to fight, you see? The man again. You're kidding again. Sorry, man. What the fuck, I'm crazy, man. Crazy. What about your daddy thing? Today I'm happy. What about Eddie? No, I'm talking. Daddy's got a little bit too. This is my. Yeah. Cái lúc mà mình sâu dòng. 8 tháng, 6 tháng. This is your brother, not me. Still brother. I don't care.
This is your brother. This is your brother. Okay, tell me what the fuck. You know the thing is like shit. Come give me something. Juan, you in trouble? Sit down. I'm in trouble. I'm sorry, man. You're crazy, man. I'll tell you, I won't. Do you hear what I do? I don't want to be. Papa? Paris? Good morning. Morning. Well, I'm going today. I'll hold my shit. Chắc gì không ai nói chuyện đâu mày. Well, I'm going today. Xin cái đó quên. Ao kêu When you go morning? Don't mind, you think I cannot kill your guy. Okay. Người ta nói hai ba tuần tắm lần á, mà hôi chịu không nổi. Em phải tắm, tao kể đi. Chết thì làm người, chứ con không làm chó. Nha. Bà này chắc ba chín ra, ba thảy ra nè. Rồi nó buông ra mấy con, nó buông rồi. Trời ơi, nướng từ từ thôi, ăn nó có hết, đâu có kịp đâu. Tham nướng vô cố vô. Ăn không có kịp đâu, từ từ đi nó. Lấy cái bàn của má mãi kìa. Kìa còn cái hộp trên kia, cái hộp đó kìa. Cái hộp trên đó kìa. Không sao. Chưa lo cho chút xíu đi. Bỏ mấy con ra, bỏ làm gì cả đống làng cho nó. Nhung Lan à, má mang má. Tự nhiên hai con khùng nhỏ đi lên Thái. Có mấy thằng trai đi không? Không, hai đứa chị em đó à. Dạ. Không nói gì đâu, không nói. Hai nó buồn.
không có ghế nào cho má. Lấy ghế này má. Ăn gì mất ngay ghê luôn. Còn ngày mai nữa mà. Hả? Còn ngày mai nữa, mai ăn cua. Mai ăn cua. Mai ăn cua ăn tôm đi, mai tôi đãi cho. Cua hả? Mai ăn cua. Cua hay ghẹ? Anh muốn ghẹ, ghẹ luôn. Ghẹ không có đâu. Chắc ghẹ ở đâu? Chắc cancel đi. Ờ, nước ốc đẹp luôn. Đúng là bự là hơi làm tiếng này không? Dạ, đi thôi ấy nha. Bà không phải đó. Em yêu nặng hết. Mai chụp cái hình này đưa lên mà. Này hai chị tôi đi bán ốc. Bị hơi hơi chậm quá trời luôn ha. Look dog like my corn. Nó xấu rồi. Why come back here? Qua đi. Cứ rồi. Đó.
hôm nay ông được khách không kiếm được khách không kiếm được sáng sao sáng 9 giờ 9 giờ 5 tiền họ chạy cái 9 giờ nữa thì đi họ chạy ngày trúng hả chị Đơn làm được làm em chưa thằng đó là thằng Thiên là lại để ruộng của nó là đâu thằng Thiên là trả được một việc rồi mà cái đó không biết giá nó đó trả được lần trúng hai lần trúng đợi mà anh nhắc ra một người chắc tới khuya luôn. Dạ, I'm from Puerto Rico. Yeah, I'm from Puerto Rico. Hey, I speak Spanish. You want me to say something? Okay. That's not your girlfriend, man. I said what? You kill me, man. Sorry. No, that's his wife. Huh? I'm telling you, anh nói bậy nè. No, that's his wife. Really? Yeah. You're my wife, right? See? Nói là nó ghé nó chơi thôi. À, nó ghé nó chơi thôi mà. Sợ luôn. Anh xạo quá. Lưỡi cái lưỡi nữa, đẻo lưỡi thiệt chứ ta. Cái này chứ bây giờ nói đùa dắt cây vô quánh tôi chẳng kịp. Chị bị bốn chó là đúng rồi. Dạ, viên thẩm nghiệm của bác. Ăn xong mà mới giỏ chứ gì ghét tôi mà đam mê mà. Chị này là cái gì lăn chó không? Ra đây. Giờ giờ lấy không? Sợ ra chứ. Biết là đâu. Ủa đã nói là được, chỉ bốn con rồi hả? Con thứ năm là tới anh ra ngoài. Con chở vô anh ra ngoài. Đúng rồi, hết phòng rồi. Không, con này dễ thương lắm, con này nó ở trong nhà không nè. Hả? À, thì chính vì nó ở trong nhà không cho nên tôi phải ra đường. Gan tay có ở trong nhà. Không có gì cho nó ở ngoài đường. Có ở ngoài đường. Nãy không. Mẹ mới mới người này đi ra đi toilet cái tô lô nữa rồi kìa. Đấy luôn. Thằng này nó lâu thông minh gớm rồi nè. Thông minh. Dạ, để lát uống, lát ăn luôn. Mày tại vì mày giật nó hết mẹ. Ủa đó mày không ơi. Mày không có đồng rồi. Mày không có đồng rồi.
Bằng cho con bé nó ăn cái đó. Đi hai bằng cho cái hàng áo xanh bà lỗ đó nó biết. Cho bần. Cho nó biết chứ bần là sao. Chui vô đâu, đu vô nè. Cái đường cái dẫn nó mất. Vẫn khỏe anh gãy con chồng chị Duyên anh Hùng chồng Duyên phải không? Dạ 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 tiếng Việt được ok con con đúng không à. Con Duyên rồi con Duyên mời quay thử Hùng ngủ đi chú ngủ à chú không muốn ngồi lỡ thôi nghỉ chạy sát chết luôn chữa lộn nó được không rồi ông già vợ con nhậu được bữa nay là còn nhậu được mấy lon ba lon không đi nhiều show lắm đi nhiều show ai nữa ngủ đi à ông nhậu ba lon này rồi lại kia ba lon nữa bước ba lon nữa sung cái ạ còn sung mà lúc đó đi mấy tuổi? Đi 16 tuổi. Ôi 16 tuổi mẹ đi tiếng Việt là nó tiếng Mỹ. 16 tuổi đó. Tiếng Việt quá rành rồi. Giờ tiếng Việt hay. Ngày xưa là ở Việt Nam ở chỗ nào? Ở Bà Rịa Ba. Giờ không còn ai bệnh nữa. Dạ, bữa con qua bệnh còn được có 4 người thôi đó. Gia đình con không có ai. Không muốn chơi luôn à. Tu luôn rồi, không luôn rồi. Nó phải con cái. Thì nó còn cái đó. Tu luôn rồi. Cò à, cái sắm tham thôi, thỉnh thoảng. Mà nó banh cái gì, cái đồ đó banh rồi. Nó đó bỏ món nó lâu rồi. Bún thua hoài rồi chết. Đó. Dạ không có cá rồi. Đây ông chú mình là hôm kẻ thắng hôm nay nha. Người thắng đầu tiên cho hôm nay. Ai không? Giờ đó bếp. Giờ chơi à. Giờ chơi chơi. Thôi nè, anh hỏi cái điện chưa? Có kêu tao cái điện rồi mà. Chắc đi luôn rồi. Vậy cha tên không có không tự. Cha bạn là một nè, không chơi là ta. Không được rồi, đâu uống cái gì.
Nhí hả? Nhí đâu rồi? Ngủ nãy giờ chồng vợ. Rớt nữa. Mà tại vì ta. Đây anh coi cái ăn bữa cơm với mình nè. Ăn à. Mà trời sao nó lạnh. Đâu nó không có lạnh mình người. Mới có ốp lạnh rồi kêu lạnh. Má vừa lạnh tính tiền là tính nước đá. Tính nước đá rồi tính cái gì? Lạnh rồi à, không có chơi cái cảnh thứ hai không nha. Chú là tới đó hết rồi, hết trời hết nước luôn rồi. Ôi này trời vậy à, vậy cháu trai rồi được chứ dọn dọn ai bây giờ chị không ấy chị ra ngoài xe chị ngủ giùm luôn cả đi tắm một ngày rồi vô ơi vô đi đua đua ăn tao không cần biết tôi tắt rồi đó tay chân nghe sang kinh tế cha xã con kinh tế xuống hả? Nhưng mà thật sự nhớ xuống thiệt cha. Nè quá đừng có chơi rồi chứ. Tại là ai không biết hả? Trời ơi. Thương không có đấy.